khắc phục cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã. Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng. Đồng thời, theo khoản 1 điều 3 thông tư 07/2024/TT-BNV quy định cách tính mức phụ cấp như sau. Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng trên tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. Trong đó, tại điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP có quy định Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,25. Như vậy, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ là 585.000 đồng trên tháng.